Hai chào cả nhà mình ha. Sáng nay mình sẽ quay sơ con Phú máy đó cho anh em xem ha. Thì mình biết chính xác nó là máy 100% rồi. Thì anh em nào khách bắt nó về ghép thì alo cho mình nha. Thì máy nó chỉ có mới có gần 4 tháng tuổi thôi ha, 3 tháng mấy gần 4 tháng thôi. Thì cái này thì giờ anh em chỉ cần chăm cho nó xong lông thì anh em bắt vào anh em ghép là ok. Thì hiện tại thì bé nó đang khai lông nha cả nhà. Thì chim thì hôm qua mình có kiểm tra cho anh em xem rồi, bắt một móng mỏ đầy đủ và không có vấn đề gì hết. Giờ sẽ đặt máy quay cho cả nhà xem ha. Mọi này mọi bình thường nha, mình không chưa chỉnh gì hết nha. Màu là nguyên bản của nó có sao, nói chung video hôm qua mình quay sao giờ nó y vậy á.